Tâm xin kính chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thành Tâm Audio. Trong ngày hôm nay thì bên em mới về được 3 chiếc đầu CD đến từ thương hiệu Đơn Ông. Và đây là một trong những model đầu bán rất chạy trong năm 2022, 23 và năm nay 2024. Em nghĩ rằng nó cũng là một trong những model sẽ làm mưa làm gió trong cái phân khúc những chiếc đầu CD tích hợp giải mã. 1650RE là một trong những chiếc đầu mà em Tâm đã đưa về Việt Nam cũng như là đăng tải trên kênh cách đây khoảng 4 năm trước. Đây là một trong những dòng đầu CD được Đơn Ông nghiên cứu và phát triển định hướng cho một cái sản phẩm phát triển rất là dài. Và vì thế cho nên những cái công nghệ về giải mã đã được trang bị ngay trên chiếc đầu này, mặc dù cái năm sản xuất của nó sẽ rơi vào khoảng tầm khoảng 2015. 1650RE là dòng cao cấp nhất trong cái series 1650, bao gồm 3 phiên bản, đó là phiên bản NE, SE và RE. Và ngày hôm nay thì trong năm 2024, chiếc đầu này đã có một cái biến chuyển rất là mới, đó là cái mức giá của nó đã êm hơn rất là nhiều so với năm ngoái. Trong thời điểm cùng kỳ năm ngoái, các bác sẽ phải đầu tư khoảng 25 đến 26 triệu cho một chiếc 1650RE hàng đẹp xuất sắc hiển zin. Nhưng ở thời điểm hiện tại, các bác chỉ cần đầu tư cho em là 22 triệu thôi là các bác đã sở hữu được em đầu này rồi. Và hiện tại thì bên em tuyển được 3 em đầu từ Nhật về. Nguyên bản 100%, bác nào mà mở máy ra phát hiện ra có sửa chữa, em sẽ tặng luôn cho các bác cái đầu máy này, các bác về dùng. Tại vì bản chất là một sản phẩm cao cấp, trước giờ em bán ra cho khách thì gần như không có lỗi. Và bên Nhật người ta dùng rất là giữ gìn các bác nhá, rất là giữ gìn. Cùng vào đó cái mức giá mà em mua hàng đầu giá về tương đối cao, cho nên là hiện tượng hỏng cũng như đã qua sửa chữa là không có các bác nhá. Ngày hôm nay thì bên em đang có 3 chiếc để cho các bác lựa chọn. 3 chiếc này thì đều là hàng tuyển đẹp xuất sắc hết, góc cạnh tuyệt vời. Trước đây em có một con máy bị cấn nhẹ một chút góc bên phải thì em cũng đã có sale off với một cái mức giá tương ứng. Tuy nhiên đối với cái phiên bản đẹp này các bác sẽ phải đầu tư ra 22 triệu. Đầu tư với mức giá 22 triệu thì các bác sẽ nhận được một chiếc đầu vừa chơi nhạc từ CD, vừa có hệ thống giải mã rất là chuyên nghiệp. Bây giờ thì em Tâm sẽ quay về mặt sau để các bác cùng tham khảo cái kết nối của chiếc 1650RE. Về cái kích thước của 1650RE em sẽ đo cho các bác nhé. Các bác sẽ có cái chiều rộng này. Chiều rộng chúng ta đang có chiều rộng là 44 này. Chiều sâu của máy
Chiều sâu của máy thì chúng ta sẽ có cái chiều sâu là 33, và chiều cao tính từ chân thì chúng ta sẽ có kích thước là khoảng 14 cm các bạn nhé. Và con The Nông 1650 RE này nó sẽ có cân nặng đâu đó vào khoảng 15 kg trở lại, và khoảng đấy phía sau của máy đây. Hiện tại thì ba con thì giống y như nhau, cho nên là em sẽ quay ngẫu nhiên một máy thôi để giới thiệu cũng như gửi tới các bác cái cổng kết nối phía sau của chiếc đầu CD này. Các bác có thể quan sát như sau. Ở đây thì chúng ta sẽ có phần analog audio. Đây là cái phần tiếng xuống ampli các bác nhé. Đây là cái phần tiếng xuống ampli. Các bác sẽ kết nối cho em một cái dây jack RCA out tiếng với kênh nip và ride để xuống ampli. Và đây là bo mạch digital audio out để các bác có thể xuất âm ra những cái thiết bị out khác. Còn đây là bo mạch digital audio in để các bác có thể giải mã tín hiệu qua các đường như là optical quang học từ TV, coaxial đồng trục từ một thiết bị cấp nguồn khác và USB DC từ máy tính sang. Đó là toàn bộ các kết nối mặt sau của chiếc 1650 RE. Và bên này thì chúng ta sẽ có thông tin của xuất xứ Made in Japan, năm sản xuất là 2015. Như đã chia sẻ với các bác ấy, cái dòng đời 1650 RE này nó sản xuất trong khoảng năm 2015 cộng trừ. Vì thế cho nên các bác mà nhìn những con đầu này mà năm 2020 trở nên ấy là đã bị chế cháo tem rồi các bạn nhá, chứ không có cái chuyện con máy này sản xuất năm 2020 bách tiến lên trở lại, tiến lên sát tới khoảng 21, 22, 23 đâu. Rất là nặng. Vậy thì với cái kết nối như là vừa chia sẻ với các bác ấy, thì máy sẽ hỗ trợ cho chúng ta vừa chơi nhạc từ thứ nhất là khay đĩa CD này, thứ hai là ba cái đường giải mã tín hiệu mà em vừa giới thiệu, thứ tư nữa đó là máy còn hỗ trợ cho các bác một đường USB. USB mặt trước để các bác có thể kết nối với những thiết bị lưu trữ bên ngoài để chơi nhạc qua thông qua thiết bị này. Về cả ba bộ ba thiết bị này thì đều là hàng đẹp xuất sắc góc cạnh hết. Em sẽ lia một vòng máy để các bác có thể quan sát này. Đây là chiếc máy bên ngoài cùng các bác nhé. Chiếc máy ngoài cùng thì các bác nhìn giúp em đó là các góc cạnh là không hề có cấn cạnh, các bác nhé, không hề cấn cạnh như là mặt xước răm gì cả. Rất là đẹp. Mặt lưng thì đẹp xuất sắc rồi. Hiện tại thì em đang để máy cố định để quay cho các bác. Còn đây là con máy bên tay phải. Nói chung là ba con máy này thì đều là đẹp xuất sắc hoàn mỹ. Và em cũng đã có clip mà em mở mặt lưng của cái đầu 1650 RE này để cho các bác tham khảo đấy. Về cái nội thất của 1650 RE được sắp xếp rất là thông minh, nguyên bản, cực đẹp. Và cái ưu điểm nổi trội ở trên cái dòng đầu 1650 RE này là cái cơ đĩa của máy, sử dụng một hệ thống cơ đĩa với cái chống rung, bộ chống rung của dòng này cực tốt. Và với cái khả năng đọc được hai dòng đĩa, đó là đĩa CD và đĩa SACD. Con máy 1650 RE thì sử dụng bộ chip giải mã Advanced AL32 Processing. Đây là một trong những dòng chip cao cấp của Đời Nông được sản xuất và áp dụng độc quyền trên những sản phẩm âm thanh của hãng. Mức giá của máy là 22 triệu để bác nào quan tâm tới chiếc máy này thì có thể liên hệ ngay tới hotline em Tâm để bên góc dưới màn hình để các bác có thể lựa chọn cho mình một con máy ưng ý nhất. Và khi em Tâm bán máy ra thì em sẽ tặng kèm cho các bác cái thứ nhất là dây cáp quang, cái thứ hai là sẽ có thêm hai CD để các bác có thể test tính năng nghe nhạc từ CD trên chiếc đầu CD tích hợp giải mã này. Giờ chia tay não nề ngày ngùng hai chân bước đi không đài. Vui đời trai phong xưa.